Những ngày qua, một cô giáo ở Bơn Vô bất thần gây sự chú ý trên Facebook bởi những dòng tâm sự về bức thư xin lỗi của phụ huynh một em học sinh trong lớp. Được biết, cô Đinh Lan là một giáo viên trung học. Vào đầu tháng 10, cô đã chia sẻ bức ảnh về lá thư kèm lời dẫn: "Khi tôi đọc thư xin nghỉ học của học sinh, tôi gần như điếng người vì sốc. Đó là lý do vì sao tôi lựa chọn làm giáo viên. Tôi muốn giúp những học sinh như Jerome và khiến các em nhận ra nghèo khổ không phải bức tường để phá vỡ mà là cơ hội để trèo qua và mày mò thế giới." Jerome Felipe, 14 tuổi, học sinh trường trung học Tổ quốc Bugo, thị trấn Cagayan-Yero, đã nghỉ học 3 ngày liên tiếp mà không có lý do. Cô giáo Đinh Lan lo lắng, định đến nhà mày mò vì không nhận được bất cứ thông báo nào từ gia đình em. Cô giáo Đinh Lan. Vài ngày tiếp theo, cô nhận được một lá thư tay từ mẹ em Jerome. Trong bức thư có viết: "Mong cô sẽ thứ lỗi cho năm nhi tôi vì đã nghỉ học suốt 3 ngày liên tiếp. Lý do bởi cháu không có gạo để ăn, chiếc xe si các loại xe dùng để đưa đón hành khách hoặc vận chuyển hàng hóa tại Philippines của thân phụ cháu đã bị quẳng. Tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo." Đọc ngừng lá thư, cô giáo đã sốc vì không nghĩ rằng học sinh lớp mình dạy lại có hoàn cảnh gian nan như vậy. Cô Đinh Lan chia sẻ thêm, thỉnh thoảng, trường tổ chức chương trình phát cơm không tính tiền cho học sinh. Việc trẻ em bị đói là chuyện rất hiếm xảy ra tại thị trấn. Khi tìm đến gia đình em Jerome, cô giáo còn ngỡ ngàng hơn, cả gia đình 9 người chỉ có thể sống trong một căn nhà nhỏ, không có vật dụng gì đắt giá. Thậm chí ngay cả điện cũng không, việc học bài của các em mỗi tối đến lại nhờ vào ngọn đèn dầu le lói. Kinh tế gia đình lại dựa vào hoàn toàn vào người thân phụ, tiền sinh hoạt, học phí của bằng hữu Jerome đè nặng nề lên đồng lương 90.000 đồng một ngày của thân phụ em. Sau khi đăng tải lên mạng thôn hội, bài viết của cô giáo nhanh chóng thu hút sự quan tâm của tập thể với hơn 10.000 lượt thích và 9.300 lượt chia sẻ. Các nhà hảo tâm cũng đã liên lạc với cô Đinh Lan với hy vọng trợ giúp gia đình Jerome. Nhiều người đã quyên góp tiền, thực phẩm, quần áo, đồ dùng học tập cho gia đình em. Jerome và em gái luôn kiên định học hành. Cha mẹ Jerome chia sẻ cực kỳ biết ơn sự trợ giúp của cô Đinh Lan và mọi người. Họ hứa sẽ nỗ lực để chính anh chị em đều có thể tốt nghiệp đại học. Về phía Jerome, em hy vọng sẽ trở thành một người lính. Theo án đề,